Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV Bản tin Hoa Kỳ ngày 17 tháng 12 gồm các tin chính sau đây Thượng viện thông qua ngân sách 1.100 tỷ đô la CIA biện hộ cho hành động thẩm vấn mạnh tay với tù nhân Tuần hành phản đối cảnh sát giết người da đen California mất điện vì bão bất thường Nổ súng cạnh trường học ở Portland, Oregon FBI điều tra trường hợp thiếu niên da đen treo cổ tự vật. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Thượng viện thông qua ngân sách 1.100 tỷ đô la. Sau nhiều ngày tranh cãi gây gắt, cuối cùng hôm 13 tháng 12, Thượng viện cũng đã thông qua ngân sách trị giá 1.100 tỷ cho tài khóa 2015 tránh khỏi phải đóng cửa một số công sở do không có ngân quỹ điều hành. Dự luật ngân sách tài khóa 2015 đã được chuẩn chi với 56 phiếu thuận trên 40 phiếu chống, đồng ý cấp ngân sách hoạt động cho toàn bộ các cơ quan chính quyền liên bang đến tháng 9 năm 2015. Dự luật cũng dành ra 5 tỷ đô la cho chiến dịch chống lực lượng nhà nước hồi giáo IS và 5 tỷ 400.000 đô la để đối phó với dịch Ebola. Trước đó, thượng viện đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn giúp chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho đến thứ tư tuần sau, trong khi các nhà lập pháp tiếp tục tranh luận về ngân sách. Dự luật này sẽ được chuyển đến hành pháp để tổng thống Obama ký vào nửa đêm thứ tư tuần này. Tổng thống Barack Obama nói dự luật bao gồm những điều khoản ông không hài lòng, tuy nhiên có những tiến bộ được tiếp tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế khí hậu biến đổi, giáo dục trẻ em và tăng trưởng việc làm. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, Texas và Thượng nghị sĩ Mike Lee, Utah hôm 12 tháng 12 đã yêu cầu bỏ phiếu về một đề nghị cắt ngân khoản trong dự luật có thể được sử dụng trong lệnh hành chánh của Tổng thống Obama về di trú các nghị sĩ dân chủ cũng chống lại những điều khoản quan trọng, trong đó có điều khoản cho phép bãi bỏ một lệnh cấm trong luật cải cách tài chánh Dodd-Frank năm 2010. Điều khoản này cấm các ngân hàng thực hiện một số giao dịch đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 2008. Thượng nghị sĩ dân chủ Elizabeth Warren nói bãi bỏ lệnh cấm sẽ cho phép Wall Street đánh bạc bằng tiền của người đóng thuế. Theo các nhà phân tích chính trị, một số thường nghị sĩ dân chủ cũng chống một điều khoản ngăn chặn Washington DC hợp pháp hóa cần xa đã được các cử tri thành phố chấp thuận trong năm nay. Phiên họp hôm thứ Bảy tuần rồi của Thượng viện diễn ra một ngày sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 585 tỷ đô la cho năm 2015. Các dân biểu của cả hai đảng ca ngợi đạo luật này được biết dưới tên luật cho phép quốc phòng bao gồm gần 64 tỷ đô la cho những hoạt động ở ngoại quốc, gồm Afghanistan và Iraq. Dự luật cũng chấp thuận ngân sách dành cho việc tiếp tục huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy ôn hòa Syria. CIA biện hộ cho hành động thẩm vấn mạnh tay với tù nhân Giám đốc CIA John Brennan lên tiếng bảo vệ cho các hình thức thẩm cung của cơ quan này. Đồng thời cũng thừa nhận có một số trường hợp lý cung tàn nhẫn và ghê tởm. Phát biểu tại trụ sở chính của CIA, ông John Brennan nói hầu hết các nhân viên đã thực hiện đúng trách nhiệm, tuy nhiên có một số trường hợp hành động vượt quá quyền hạn. Một báo cáo của Thượng viện trong tuần trước cho biết nhiều phương pháp tra khảo tàn bạo đã không đạt hiệu quả, trong đó có việc trấn nước Ông Brennan cho rằng CIA đã thực thi đúng rất nhiều công tác vào thời điểm không có những biện pháp dễ dàng. Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy chương trình bắt giữ và thẩm vấn đã mang lại những thông tin tình báo hữu ích và giúp Hoa Kỳ phá vỡ các kế hoạch tấn công, bắt giữ những kẻ khủng bố và cứu được nhiều sinh mạng thường dân vô tội. Ông Brennan nói trong một cuộc họp báo của CIA tại tiểu bang Virginia. Brennan là một viên chức cao cấp của CIA vào năm 2002 khi chương trình bắt giữ và thẩm vấn bằng biện pháp mạnh được bắt đầu thực hiện. Cựu phó tổng thống Dick Cheney nói bản báo cáo thượng viện có nhiều sai sót nghiêm trọng. Thượng nghị sĩ Dân Chủ sắp miễn nhiệm Mark Udall kêu gọi ông Brennan từ chức và nói CIA đã can thiệp vào tiến trình thực hiện bản báo cáo. Phần tóm tắt của bản báo cáo cho biết CIA đã sử dụng nhiều phương pháp tra khảo tàn bạo và không hiệu quả đối với các thành phần bị tình nghi là Al Qaeda. Nhiều năm sau vụ tấn công 11 tháng 9, bản báo cáo cũng nói CIA đã lừa dối các cơ quan hữu trách khác về hoạt động của CIA. Ông Brennan cũng cho biết một phần lớn các nhân viên CIA đã làm theo chỉ dẫn từ Bộ Tư pháp cho phép sử dụng các phương pháp tra khảo tàn nhẫn. Họ đã làm đúng theo những gì được yêu cầu nhằm phục vụ đất nước Hoa Kỳ, ông Brennan nói. Liên hiệp quốc và các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi truy tố các viên chức Hoa Kỳ liên quan đến chương trình này trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2007. Tuy nhiên, việc truy tố các nhân viên CIA dưới thời chính quyền Bush là điều khó xảy ra. Bộ tư pháp Hoa Kỳ đã mở hai cuộc điều tra về việc ngược đãi tù nhân nhưng không thể thu thập đủ chứng cứ. Ông tổng thống Obama đã chấm dứt chương trình này vào năm 2009, nói một số phương pháp thẩm cung có thể bị cho là tra tấn. <laughs> Tuần hành phản đối cảnh sát giết người da đen. Hàng ngàn người đã tập hợp lại tại Washington hôm 13 tháng 12 để phản đối việc cảnh sát giết chết người da đen, không vũ khí và kêu gọi cả tổ cơ quan công lực. Thân nhân của Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice và Trayvon Martin được những người biểu tình gọi là nạn nhân của bất công chủng tộc đã tham dự cuộc biểu tình mang tên công lý cho tất cả. Các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố đã được tổ chức. Hành động Ferguson thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của nhà hoạt động nhân quyền Al Sharpton. Kể từ tháng trước, khi một bộ thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, tại Ferguson, ngoại ô St. Louis, Missouri vào tháng 8 năm nay, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên toàn nước Mỹ. Biểu tình đã bùng phát trở lại khi một bồi thẩm đoàn không buộc tội những nhân viên cảnh sát trong vụ Eric Garner thiệt mạng vào tháng 7 vì bị cảnh sát chẹt cổ. Nhân viên giáo nhiệm thành phố New York cho rằng đó là một vụ sát nhân. Việc một người tình nguyện tuần tiểu khu vực gốc châu Mỹ Latin bắn chết Trayvon Martin, 17 tuổi, và trường hợp em Tamir Rice, 12 tuổi, bị nhân viên cảnh sát Ohio bắn chết do sử dụng một khẩu súng đồ chơi đã khiến căng thẳng gia tăng. Hôm 12 tháng 12, Phòng Giáo nhiệm Pháp Y quận Hạt, Cuyahoga đã xác nhận em Tamir bị cảnh sát giết chết không phải do sơ ý những người biểu tình tại Washington đã tập trung đông đảo trên đại lộ Pennsylvania để đi từ quảng trường tự do đến đồi Capitol. Tuy nhiên, không rõ con số chính xác người biểu tình tại Washington. Đám đông biểu tình gồm cả người da trắng và da màu. Họ dơ những khẩu hiệu ghi hãy ngăn chặn các cảnh sát phân biệt chủng tộc. Tôi không thở được. Cuộc biểu tình ở New York cũng thu hút hàng ngàn người bất chấp thời tiết dạnh lạnh giá. Những người biểu tình đã hô vang: "Chúng tôi sẽ đóng cửa New York và mạng của người da màu cũng quý giá." Theo tin AFP, có ít nhất 25.000 người đã biểu tình tại các khu vực gần trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington và tại ba thành phố New York, Boston, California. California mất điện vì bão bất thường. Khoảng 150.000 gia đình cư ngụ ở vùng vịnh San Francisco đã bị mất điện hôm 11 tháng 12 do gió đánh ngã các trụ điện và các đứt hệ thống chuyển tải điện năng. Bão quét qua phía Bắc California từ tối ngày 10 tháng 12 và hoàn thành đến hết ngày 12 tháng 12, gây lũ lụt ở vùng duyên hải và lỡ đất ở các vùng cao thuộc tiểu bang California. Chính quyền Los Angeles đã ra lệnh giới hạn đậu xe ở các khu vực dễ xảy ra lỡ đất ở ngoại ô. Nhiều trường học tại San Francisco, Oakland, quận Hạt và nhiều khu vực Bắc California đã đồng loạt đóng cửa hôm 12 tháng 12 để tránh bão. Vận tốc gió ở phi cảng quốc tế Portland, Oregon vào chiều ngày 11 tháng 12 là khoảng 67 dặm một giờ, mạnh nhất kể từ 33 năm nay. Nhiều nơi khác ở Oregon và Washington, gió mạnh tới 95 dặm một giờ. Trên rặng núi Syria, Nevada, ở đỉnh Mount Lincoln gần Turkey, gió lên đến 147 dặm một giờ. Lũ cuốn xảy ra trên khắp các quận hạt thuộc miền Bắc California, nhiều xa lộ phải đóng vì nước lụt. Mưa lớn ở miền Nam California đã gây lỡ đất và lũ lụt, khiến một người thiệt mạng và hàng trăm gia cư phải di tản. Hơn 200.000 người dân ở khu vực phía Bắc ở Oregon và tiểu bang Washington vẫn không có điện vào tối ngày 12 tháng 12. Một người đàn ông vô gia cư và một người con trai đã tử vong ở Oregon do dông gió khiến cây ngã và lều của nạn nhân. Nổ súng cạnh trường trung học ở Portland, Oregon. Một thanh niên đã bắn vào bốn thanh thiếu niên ở một địa điểm gần một trường trung học ở Portland, tiểu bang Oregon hôm 12 tháng 12. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Portland Pete Simpson cho biết một nữ sinh 16 tuổi, em Taylor Michelle Zimmers, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện địa phương. Hai nam nạn nhân, 17 tuổi và 20 tuổi, bị thương nặng. Người thứ tư là một cô gái 19 tuổi bị bắn sượt, mang tương tích nhẹ. Vụ nổ súng xảy ra cạnh trường trung học Rosemary Anderson ở phía Bắc Portland. Sau khi bị bắn, ít nhất 3 nạn nhân đã chạy vào trong một khu của trường học. Trường Rosemary Anderson có khoảng 200 học sinh thuộc thành phần đặc biệt, từng bị đuổi học hoặc bỏ học và có nhiều em không nơi cư ngụ. Vào 1 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 12, đơn vị bài trừ băng đảng thuộc Sở Cảnh sát thành phố Portland đã bắt giữ một nghi can 22 tuổi, được cho là hung thủ gây ra vụ nổ súng. Cảnh sát tịch thu một khẩu súng lục trong xe của nghi can. FBI điều tra trường hợp thiếu niên da đen trao cổ tự vận Cảnh sát liên bang FBI đang mở cuộc điều tra về trường hợp thiếu niên da đen Lennon Lacey. Em Lacey, 17 tuổi, đã được tìm thấy treo cổ trong một công viên cắm trại tại khu vực Plannenboro, tiểu bang North Carolina vào tháng 8 vừa qua. Gia đình Lennon Lacey và chi nhánh Bắc California thuộc Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu National Association for the Advancement of Colored People NAACP đã yêu cầu mở cuộc điều tra cấp liên bang về cái chết của nạn nhân. Các nhân viên giảo nhiệm pháp y trước đây đã cho rằng nạn nhân tự tử căn cứ theo phúc trình của cảnh sát và của cơ quan phụ trách điều tra các trường hợp tử vong bất thường. Phát ngôn viên FBI cho biết cơ quan này sẽ xem xét lại biên bản của cảnh sát theo yêu cầu của công tố viên liên bang địa phương. Bà Claudia, mẹ của Lennon Lacey, cho rằng cảnh sát đã không điều tra đầy đủ về cái chết của con bà. Lennon Lacey khi chết mang đôi giày thể thao màu trắng, quá nhỏ, không đúng với kích thước của chân của nạn nhân. Mục sư William Barber, Chủ tịch NAACP Bắc California nói rằng nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của Lacey vẫn chưa được giải đáp. Trong đó có việc sợi dây nịch được sử dụng để treo cổ không phải của nạn nhân nữ phát ngôn viên của cơ quan điều tra tiểu bang Bắc California, State Bureau of Investigation nói, các cuộc điều tra viên đã xem xét tất cả các sự kiện liên quan đến cái chết của nạn nhân và công tố viên quận hạt địa phương cũng không tìm thấy chứng cứ chứng tỏ đó là một vụ án mạng. Tuy nhiên, bà Claudia nói bà không tin rằng con trai bà đã tự vẫn. Vừa rồi là bản tin ngày 17 tháng 12. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.